sinh ra làm con phải biết hiếu thảo. Mẹ cha sinh thành dương dục ta lớn khôn, không quản ngại gian lao bao nắng sớm chiều, nguyện ghi sâu trong lòng công ơn nuôi dưỡng biến trời. Đời cho ta chữ hiếu, ơn nghĩa trong lòng ta. Cùng dưỡng cha mẹ con chẳng ngại khó nhọc. Giữ chữ hiếu, ơn cha nghĩa mẹ, mãi mãi lưu truyền tận ngàn đời. Bắc Tống năm Bình Trị, Hoàng Phủ. Cưỡi ngựa từ xa đến trước thôn, người cầm sáo đến bờ sông hỏi: Trường An bao nhiêu khách lợi danh? Sức cùng lực kiệt không như quân. Trường An bao nhiêu khách lợi danh, sức cùng lực kiệt không như quân. Thiếu gia à, đây là bài thơ cậu viết năm 6 tuổi, bây giờ cậu viết lại làm gì vậy? 2 ngày nữa sẽ có kết quả. Nếu như may mắn được kết quả cao, ta nghĩ là lúc đó sẽ có nhiều việc bận rộn. Bây giờ rảnh rỗi chép lại những bài thơ cũ, lưu giữ lại hết, sau này sẽ không quên. Thiếu gia à, cậu nói đùa có phải không? Đây câu là thần đồng đương thế, ai mà không biết. Có thể đọc ngược đọc xuôi, lại còn vừa nhìn là không bao giờ quên. Những bài thơ của cậu á, cậu làm sao có thể quên được, có đúng không? Ngươi đâu phải là thánh, không phải chuyện gì cũng có thể nhớ mãi không quên. Cái nên chép lại thì tốt nhất phải ghi chép lại. Dạ. Nè, mẹ ta thức dậy chưa? À, lúc nãy qua đó tôi nghe có tiếng, có lẽ phu nhân dậy rồi. Thiếu gia, bây giờ tôi qua đó quét dọn. Ngươi làm việc khác đi, chuyện của mẹ ta cứ để ta. Ê, thiếu gia. Thiếu gia, những chuyện này là việc người hậu chúng tôi phải làm mà. Sao cậu cứ dành với chúng tôi vậy? Người hậu chúng tôi biết làm gì đấy? Làm việc mà ngươi nên làm. Nhưng mà... Ta hỏi ngươi, lúc ngươi còn nhỏ, thì ai đã thay tả hốt phân cho ngươi đây? Chuyện này, những người nghèo như chúng tôi, trong nhà thì làm gì có nha hoàn nhũ mẫu. Mọi chuyện đều do phụ mẫu chính tay làm mà thôi. Vậy thì đúng rồi, phụ mẫu trước đây không chê. Chẳng lẽ giờ chúng ta có lý do gì không làm cho họ hay sao? Nhưng nhà chúng ta đâu có giống nhau đâu. Nhà chúng ta có rất nhiều nha hoàn, bên cạnh lão phu nhân lại có rất nhiều người chăm sóc nữa. Tiêu gia nghĩ đi, bỏ tiền ra mướn họ tới đây, đâu phải chỉ hầu hạ lão phu nhân, dùng cơm, trò chuyện thôi đâu. Đúng vậy, họ nên trò chuyện giải khuây cho lão phu nhân. Để ta không phải bận tâm lo lắng cho lão phu nhân buồn chán, thật ra thì bọn họ thay ta tận hiếu, sao ta lại không vui chứ? Thật sự không biết cậu đang nghĩ gì nữa. Được rồi, đến lúc của lão phu nhân dậy rồi đó. Tiêu gia à. Nhị thập tứ hiếu trong hiếu hành thiên hạ, rửa sạch bô tiểu cho mẹ. Người mau đi chuẩn bị ít điểm tâm đem đến đó. Dạ thiếu gia. Hài nhi xin thỉnh ăn mẹ. Kỳ nhi à, nè đứng lên đi. Mẹ à, tối qua mẹ ngủ có ngon không? Ngon ngon ngon, đương nhiên là ngon rồi. Con nhìn đi, căn phòng này luôn được con dọn dẹp sạch sẽ sáng sủa, hương thơm thoang thoảng.
Mẹ đương nhiên ngủ rất là ngon. Có điều mẹ nghĩ là sau những chuyện như vậy, con không cần phải bận tâm đâu. Cứ giao cho Hạ Nhân là được rồi. Con đó, chuyên tâm lo học hành là được. Mẹ à, những chuyện này giao lại cho người làm, Hạ Nhi không yên tâm chút nào. Với lại đây cũng là tấm lòng hiếu thảo của Hạ Nhi. Thôi mẹ đừng nhắc chuyện này nữa. Thôi được rồi, con đó, tùy con. Mẹ à, bây giờ Hạ Nhi đưa mẹ ra ngoài sân nghỉ ngơi nha. Được. Mẹ, cẩn thận. Bên kia. Mẹ à, nhìn những đóa hoa đó kìa. Mẹ à, ngồi đi. Được. Thiếu gia. À, để đây là được rồi. Mời mẹ. Mẹ ngồi nghỉ, ăn chút điểm tâm nha. Ê, con cũng ngồi đi. Ngươi trò chuyện với mẹ ta đi, ta qua đón dọn dẹp. Thiếu gia, cứ để tôi làm cho. Ê nè, đã bao năm rồi, để ta ha. Ờ, lão phu nhân à, mẹ bà dùng, vừa mới làm xong. Được. Mấy ngày trước ta nói muốn có túi thơm, ngươi đã làm xong chưa? Lão phu nhân à, còn một cái nữa. Ta rất thích mùi hương này đó. Lão phu nhân à, ngoài đây trời nắng quá, bà có thấy khác không? Lão phu nhân à, đây là trà mới của năm nay, bà thử xem có thơm không? Nhìn Kiên Nhi kìa. Mẹ, mời mẹ vào xem. Mẹ thấy sao? Kiên Nhi à, con coi, cái tật xưa nay của mẹ, mẹ rất thích sạch sẽ, thích hoa thơm. Sao không thể nào sửa được? Sửa được, con đã bớt lo toan rồi. Ê trời ơi, có được một nơi khiến cho mẹ thấy thoải mái, đây cũng là tâm nguyện của Hạ Nhi. Mà Hạ Nhi đâu thấy mệt đâu, mẹ. Mẹ không cần phải lo lắng. Kiên Nhi à, dạ. Còn chuyện thi cử, tình hình sao rồi? Phú quý ở đời đều do số trời. Hài Nhi chỉ cần ở cạnh mẹ là được rồi. Con nói bậy gì vậy? Con đường đường là Nam Nhi, không ra ngoài dốc sức gì bá tánh, cứ suốt ngày ở nhà với mẹ, như vậy đâu có được. Có phải con muốn mẹ giảm thọ hay không? Mẹ, Hài Nhi, Hài Nhi biết sai rồi. Mẹ chỉ mới nói có mấy câu thôi, con đâu cần phải quỳ như vậy. Kiên Nhi à, mẹ con chúng ta cùng ngồi xuống đây trò chuyện với nhau có được không? Hài Nhi xin nghe. Mẹ, mời mẹ ngồi. Kiên Nhi à, đại sự trong thiên hạ này mẹ không hiểu, nhưng mà mẹ biết giang sơn của triều Tống chúng ta như đang bị bệnh trầm kha, cần có liều thuốc hay mới thay đổi được. Con trai à, mẹ không dám kỳ vọng con sẽ làm nên đại sự gì. Có điều mẹ nghĩ là nếu con có thể lấy tấm lòng hiếu thảo với mẹ, suy nghĩ giúp cho bá tánh, vậy thì tốt biết bao. Bá tánh của triều Tống chúng ta sống cũng không dễ dàng gì. Mỗi ngày họ phải buôn ba vì kế sinh nhai. Ngoài ra còn phải lo lắng cho giang sơn triều Tống nữa. Xưa có câu rất hay, có nước mới có nhà, nước thái bình dân an yên.
Kiên Nhi hãy hứa với mẹ, sau này nếu một ngày nào đó con được vào triều làm quan, được dốc sức cho triều đình, dốc sức vì bá tánh, con phải nhớ kỹ điều này, nhất định phải trân trọng lòng dân, phải quý trọng lòng dân. Lời mẹ nói, Kiên Nhi xin ghi nhớ. Vạn dặm đường mây đã sẵn sàng, đưa tiễn quân vương đến Ngọc Giai. Hỏi về ngày xưa Hoàng Đình Kiên, ta ở nhân gian được 8 năm. Thiếu gia, tại sao con lại... Sao hả? Sao con giống như một đứa trẻ vậy? Đây lại là thơ cậu viết năm 8 tuổi có phải không? Đúng vậy, không sai. Hôm nay là ngày triều đình dán bản danh sách đó. Sao cậu... Tương lai của thiếu gia quan trọng, nhưng cậu không lo lắng gì hết? Tại ta rảnh rỗi nên luyện chữ mà thôi. Thiếu gia, chẳng lẽ cậu không muốn biết triều đình sẽ sắp xếp việc gì cho cậu sao? Hả? Sắp xếp gì chứ? Cậu tự đoán đi. Triều đình này có chế độ của triều đình. Hoàng mẫu không phải là đại thánh hiền. Nếu triều đình có ý ban cho hoàng mẫu một quyền nhỏ đã đủ rồi. Thiếu gia, sao cậu biết được vậy? Sao hả? Thì triều đình đã sắp xếp như vậy cho cậu đó. Ủa? Thiếu gia. Thiếu gia. Hả? Thiếu gia, có phải là cậu không hài lòng với sự sắp xếp của triều đình có phải không? Đúng. Thiếu gia của tôi là một người rất có tài, mà chỉ cho làm một quan nhỏ là... Ta chỉ lo cho lão phu nhân, có chịu đi chung với chúng ta hay không? Tôi thấy thiếu gia thành danh, tâm nguyện của lão phu nhân đã thành, và thiếu gia còn là trụ cột trong gia đình nữa. Lão phu nhân không đi với thiếu gia thì đi với ai chứ? Quê cũ khó rời xa, mộ phần của cha ở đây, kỷ niệm nơi đây. Lão phu nhân sao có thể đi với chúng ta rời xa nơi này, đến một nơi xa lạ được đây? Vậy phải làm sao đây? Người khác nhậm chức, thê thiếp đông đúc, chúng ta đi đưa theo mẫu thân thì sao? Nè thiếu gia, chúng ta hãy thử đi. Thử xem. Ê, sao vậy thiếu gia? Ta nghĩ là nên đi rửa bô tiểu cho mẹ trước. Nên nói chuyện chính với lão phu nhân trước, còn chuyện nữ bô tiểu cứ giao cho tôi được rồi. Ta cần phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Thôi ngươi đi làm việc đi hả? À, vậy cũng được. Rốt cuộc mình phải làm gì bây giờ? Hay là mình sẽ đưa mẹ cùng đi nhậm chức? Được, cứ quyết định như vậy. Được rồi, con vô đi. Mẹ, lại bị mẹ phát hiện rồi. Con đã bao nhiêu tuổi còn chơi trò này với mẹ? Mẹ à, hôm nay mẹ cảm thấy thế nào? Còn như thế nào nữa, có con ở bên cạnh, mẹ ở đây ăn rất ngon, ngủ rất ngon. Vậy hài nhi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Ý, bây giờ vẫn chưa đến giờ tuất, sao con lại tới đây thăm hỏi mẹ sớm quá vậy?
có phải con có chuyện gì muốn nói với mẹ hay không? À, dạ đâu có, Hà Nhi chỉ nhớ mẹ thôi nên mới tới đây thăm mẹ. Không đúng, chắc chắn con có chuyện gì đó muốn nói với mẹ. Mẹ hiểu Hà Nhi nhất. Trong lòng Hà Nhi thật sự đang có một chuyện. Được, ngồi đi, từ từ nói với mẹ. Chuyện là như vậy, Hà Nhi đã đậu tiến sĩ, triều đình phái Hà Nhi tới nơi khác làm quan. Hà Nhi muốn đưa mẹ đi cùng tới đó. Bỏ đi bỏ đi, con hãy suy nghĩ. Con vào triều làm quan, sao có thể đưa mẹ theo chứ? Con hãy làm quan tốt, mẹ sẽ không đi đâu. Mẹ à, xin mẹ hãy đi chung với Hà Nhi. Trong nhà tuy có nhiều người hầu, nhưng mà tâm tư của mẹ chỉ có Hà Nhi hiểu rõ. Mẹ rất thích sạch sẽ, hương thơm mà mẹ thích. Chỉ có Hà Nhi là người hiểu nhất. Kiên Nhi, tấm lòng hiếu thảo của con rất đáng khen. Nhưng con hãy suy nghĩ đi. Con vào triều làm quan là tấm gương cho bá tánh của một phương. Nhưng con lại dẫn mẹ đi theo, bá tánh họ sẽ nghĩ như thế nào? Hey, triều Tống trước giờ lấy hiếu trị thiên hạ. Hà Nhi trở thành quan của một phương, đương nhiên Hà Nhi phải làm gương. Hà Nhi đưa mẹ đi cùng, đúng lúc trở thành tấm gương cho bá tánh một phương. Nhưng lỡ như có người nói, con chỉ lo hiếu thảo với mẹ để làm lỡ chính sự. Hay là lại có người nói, nè, con đã lợi dụng chuyện hiếu thảo với mẹ già, mưu lợi công danh, mục đích sâu xa, xây dựng tiền đồ cho mình, cho nên mới làm như vậy. Mẹ, Hà Nhi không phải loại người đó. Từ sau khi phụ thân qua đời, Hà Nhi luôn cố gắng chăm sóc cho mẹ, trước giờ không nghĩ công danh lợi lộc. Hà Nhi là con của mẹ, mẹ mang thai gần 10 tháng còn nuôi Hà Nhi khôn lớn. Bây giờ Hà Nhi chăm sóc cho mẹ là lẽ đương nhiên. Hà Nhi trước giờ không dám, cũng không bao giờ lấy tấm lòng hiếu thảo để cầu công danh lợi lộc gì hết. Được rồi, được rồi, mẹ không có trách con. Mẹ chỉ mới nói với con vài câu thôi mà con đã như vậy. Được rồi, Kiên Nhi, con mau ngồi lên đi. Mẹ, mẹ đồng ý đi với Hà Nhi được không? Huyện Thái Hòa, huyện nha Thái Hòa. Đăm chiêu suy nghĩ chuyện thế sự, quét dọn lầu gác tới màn đêm. Mặt trời trên cao đã xuống núi, bóng trăng ở xa dần ló dạng. Ôi trời, dòng đời ngược xuôi ai đoán được, giữ tâm kiên định quyết không lùi. Công danh điều đến. Đợi một chút đi. Dòng đời ngược xuôi ai đoán được, giữ tâm kiên định quyết không lùi. Bài đăng khoái cát này ý thơ ra sao? Thơ văn của lão gia cũng được Tô học sĩ khen ngợi rồi, tôi không dám có ý kiến đâu. Người mau đem nó đi cho khoái cát, nói với họ đè lên đó. Dạ. Không đúng, thiệt tình à, lão gia, công văn của triều đình đó. Đây là công văn triều đình muốn tăng thuế muối hả? Lúc nãy tôi có xem qua, cũng không hẳn là vậy. Triều đình cũng muốn quyền của chúng ta quản lý nghiêm ngặt nghề muối hơn, để tránh triều đình bị thất thoát. Ngươi hãy chuyển lời lại với họ, trả lời là huyện Thái Hòa đã biết được rồi. Vậy tiểu nhân phải trả lời sao? Không phải ta nói rồi hay sao? Nói là đã biết rồi. Lão gia ơi, như vậy không có được. Ông làm vậy là đối đầu với triều đình đó. Các quan lại ở huyện chúng ta, bình thường các quan huyện đã không hài lòng với cách cai quản của lão gia rồi. Ông không sợ bây giờ bọn họ tố cáo ông sao? Lúc đó tiền đồ của lão gia... Triều đình luôn muốn tăng thuế muối, quan mổ cũng luôn ủng hộ, nhưng chỉ ý của triều đình, không phải nơi nào trong thiên hạ cũng thực hiện được. Có một số chuyện đối với huyện Thái Hòa chúng ta, xem ra nó không phù hợp chút nào, thực hiện sẽ làm tổn hại đến lòng dân. Lão gia, nhưng một số quan lại trong huyện Thái Hòa này, bọn họ đều cùng một ruột, luôn tìm mọi cách bóc lột bá tánh. Một nhà khóc còn hơn để nhiều người khóc. Chỉ cần bá tánh hài lòng, quan mổ này trên không thẹn với trời, dưới không hổ thẹn với bá tánh.
Lão gia hả? Bây giờ ông đang trong quan trường, ông không thuận theo dòng nước thì thôi đi, trái lại ông còn đi ngược dòng nữa thì tiền đồ của ông... Công danh lợi lộc chỉ là vật ngoài thân, có cũng được, không cũng được, nghĩ tới để làm cái gì? Hoàng mẫu này chỉ cần mẫu thân vui là được rồi. Xem ra thì lão gia không thích hợp làm quan rồi. Vậy sao? Đúng vậy. Mặc kệ đi, hoàng mẫu này phải đến thỉnh an mẫu thân đây. Hài Nhi thỉnh an mẫu thân. Chà, Kiên Nhi tới rồi. Nè, mau ngồi đi. Mẹ, mẹ ngồi nghỉ. Để Hài Nhi rót nước cho mẹ. Kiên Nhi à, con đã có tâm sự gì muốn nói với mẹ có phải không? Dạ không có. Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi. Con ngốc lắm, còn gạt mẹ sao? Mẹ hiểu con mà, từ nhỏ đã như vậy, có bất cứ tâm sự gì đều hiện lên trên mặt. Mẹ, Hài Nhi đã có lỗi, đã khiến mẹ lo lắng. Ngồi xuống đi. Kiên Nhi à, giờ hai mẹ con chúng ta nói chuyện gia đình, nên con đâu cần phải khẩn trương như vậy chứ. Giống như là đang thượng triều vậy đó. Chỉ hai mẹ con ta, không có ai khác. Con có tâm sự gì hãy nói với mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? Có chính sách mới, muốn tăng thuế muối. Chính sách mới đối với các châu huyện khác đúng là chuyện ít nước lợi dân, nhưng ở huyện Thái Hòa đừng nói tới thuế muối mà hãy nên nói là thiếu muối. Đây là một trong những huyện nghèo khó, làm sao tăng được? Triều đình ban chính sách mới lại vô cùng khắc nghiệt, trong lòng Hài Nhi rất lo lắng. Nếu như triều đình buộc chấp hành, Hài Nhi e là... Con lo sợ khó giữ được mũ ô sa trên đầu sao? Mẹ, Hài Nhi đâu phải là kẻ tham phú quý đâu. Triều đình muốn lấy mũ ô sa của Hài Nhi, Hài Nhi không hề lưu luyến. Có điều... Kiên Nhi à, nếu con thực sự bỏ đi như vậy, chính sách muối của triều đình vẫn phải thi hành ở huyện Thái Hòa này, bá tánh của huyện Thái Hòa họ cũng phải chịu khổ. Thật sự đây đúng là khó khăn, Hài Nhi tiến hay lui cũng không được. Kiên Nhi à, mẹ ở đây không có được học hành nhiều như con, cũng không có học vấn rộng như con, nhưng mà mẹ biết được chim bay thì nhớ rừng, cá bơi thì nhớ nước. Bá tánh ở huyện Thái Hòa này không có một ai là không ngày đêm mong muốn có một vị quan tốt đứng lên nói giúp tiếng lòng, giúp họ thoát khỏi cực khổ lầm than. Cho nên điều con làm được và không làm được đều có liên quan mật thiết tới họ. Người có ba hiếu. Tiểu hiếu đầu tiên là tôn cha, kính mẹ. Trung hiếu là biết binh vực lẽ phải cho bá tánh ở địa phương đó. Còn đại hiếu là có thể giúp triều đình chăm lo tốt cho bá tánh một phương, để ơn trạch của triều đình đến với bá tánh của địa phương đó. Những điều đó mới chính là hiếu. Nhưng mà mẹ, nếu như Hài Nhi có gì bất trắc thì mẹ phải làm sao đây? Hài Nhi của ta ơi, đây là công vụ của huyện Thái Hòa, cũng đâu phải là chém giết trên sa trường, sẽ có chuyện gì chứ? Với lại những suy nghĩ bây giờ của con, tất cả đều lo nghĩ cho danh dự của triều đình. Triều đình sẽ không có làm gì con đâu. Cùng lắm thì mẹ con chúng ta cuốn gói ra đi thôi, trở về quê là xong. Kiên Nhi à, nếu như triều đình thật sự vì chuyện này bãi chức con hãy nhớ, cho dù con đi đâu, mẹ cũng đi theo con. Mẹ. Kiên Nhi, mẹ đã sống đến từng tuổi này rồi, có một số nơi mẹ vẫn chưa đi tới, mẹ phải nhờ con đưa mẹ đi thôi. Mẹ à, Hài Nhi nhớ lời giáo huấn của mẹ. Được rồi, ngồi, ngồi đi, uống trà. Mẹ, để cho con. Thank you.
Nha môn Thái Hòa. Trở về rồi hả? Trở về rồi lão gia. Công vụ làm như thế nào rồi? Triều đình một lần nữa trả lại tấu chương của lão gia về. Nếu đã như vậy, chúng ta cứ tiếp tục làm chuyện của chúng ta nên làm. E là không được đâu lão gia. Sao vậy? Lão gia, tấm lòng của ông nghĩ cho bá tánh, nhưng triều đình không nhận tấm lòng thì thôi đi. Mấy năm qua lão gia đã bị chuyển đi nhiều nơi. Lão gia à, ông làm vậy để làm gì chứ? Để làm gì? Vì an vui của bá tánh còn chưa đủ sao? Nhưng mà tiền đồ của lão gia thì sao? Ê, tiền đồ không có thì thôi, chỉ cần có mẹ bên cạnh, chân trời góc biển, ta đều chấp nhận. Lão gia, thiệt tình hôm nay ngươi có chuyện gì vậy hả? Ông tự coi đi. Triều đình bãi miễn chức quan của ông rồi. Thượng hạ thiên tử nói là hoàng mẫu ta cảm tạ thánh ân của triều đình. Cái gì? Lão gia, ông không giải thích gì sao? Còn giải thích gì nữa? Mau chóng thu dọn hành lý, đưa mẫu thân ta về quê. Vậy lão gia, thiệt tình ngươi muốn nói gì nữa? Còn có chuyện gì vui hơn khi đưa mẫu thân ta về quê chứ? Hả? Đi thôi. Nhiều năm sau, so với thánh hiền thì thư pháp của người đời sau có phong cách phóng khoáng bay lượn. Thế gian đời người bao chông gai, cố gắng kiên cường tiến bước lên, ai biết lạc dương đẹp giường nào. Tức cảnh sinh tình dài dòng thơ. Lão gia, người có chuyện vui à? Có chuyện gì vui? Lão gia, triều đình mới hạ thánh chỉ, bắt đầu trọng dụng lại lão gia, giao ông đảm nhận biên chép quốc sử của tiên hoàng. Lão gia, đây là ân sủng không phải ai cũng có được đâu. Lão gia, sao tôi thấy ông có vẻ không vui vậy? Sấm chớp mưa sa đến từ hoàng ân. Hôm nay là mưa sa, ngày sau nó cũng có thể trở thành sấm chớp. Cho nên vào triều làm quan cũng chưa chắc là chuyện tốt đâu. Lão gia, dù như thế nào thì triều đình cũng đã trọng dụng lại ông rồi. Theo tiểu nhân thấy, ông hãy gửi tấu chương bày tỏ lòng biết ơn đi. Ta biết rồi. Có điều sức khỏe của mẫu thân không được như trước, ta muốn dùng nhiều thời gian chăm sóc cho mẹ. Lão gia, chuyện này cứ để tiểu nhân làm được rồi mà. Ngươi làm gì vậy? Bây giờ ông là quan lớn của triều đình rồi, không cần làm chuyện này đâu. Những chuyện vặt này cứ để cho tôi làm đi. Ngươi nhìn ta đi. Hả? Sao vậy lão gia? Ta và 20 năm trước ra sao? Thì ông vẫn là ông mà. Vậy thì đúng rồi, ta vẫn là ta. Bô tiểu của mẹ ta đương nhiên phải do ta rửa. Không phải, lão gia, cứ để tôi làm cho mà. Làm quan lớn, chẳng lẽ không cần mẹ nữa hay sao? Người cứ đi đi, ha. Lão gia cũng thiệt tình mà, bao năm qua rồi. Ê, lại nhảy gì đó? Có gì đâu lão gia. Người mau đem thao trò đó qua đây cho ta. Dạ lão gia. Lão gia, dạ đây. Dùng móng vuốt rồng trên sông đúng là trò cười mà.
Kiên Nhi à? Dạ. Lại chuyện gì nữa? Mẹ, trong ghi chép có nói dùng móng vuốt rồng ngăn sông, khiến nước sông chảy chậm, ngăn chặn ngập lụt. Đây chỉ là nghe sai đồn sai, làm gì có chuyện như vậy? Vậy con nói phải làm sao? Mẹ, mẹ còn nhớ lúc Hài Nhi còn nhỏ, mẹ kể Hài Nhi nghe câu chuyện Tằng Tử giết heo không? Mẹ vẫn nhớ chứ. Câu chuyện đó muốn dạy đời sau, nói năng làm việc phải cẩn thận kỹ càng. Lời của Thánh Hiền Giáo Hóa vẫn còn bên tai, sao bọn họ lại nghe không lọt tai chứ? Kiên Nhi à, bây giờ con là quan biên chép của quyển Tiên Hoàng Thực Lục, theo con phải làm như thế nào đây? Đây là quốc sử, đương nhiên phải nói sự thật, làm lời cảnh tỉnh cho hậu thế. Mẹ, từ xưa đến nay, đa số những người viết sách thường tâng bốc viết không đúng sự thật. Kiên Nhi, nếu bây giờ con viết sự thật, lỡ như các triều thần họ trách tội con, tiền đồ của con sẽ bị hủy hoại. Mẹ, Hài Nhi trước giờ không hề coi trọng tiền đồ. Người sống trên đời chỉ cần sống bình an, sống đơn giản là được, đâu cần nghĩ quá nhiều về những vật ngoài thân. Hài Nhi chỉ cầu mong mẹ được mạnh khỏe, hai mẹ con chúng ta sống vui vẻ là được rồi. Con nói rất là đúng. Thật ra bao nhiêu năm qua, biết bao nhiêu người đã đấu tranh vì công danh và lợi lộc. Đến cuối cùng, tuy có con, cha mẹ không đợi được. Có biết bao người đến lúc đó rồi mới... Mẹ, mẹ, mẹ bị sao vậy? Không, không sao. Mẹ, 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 mau, mau gọi đại phu. Tiên sinh. Tiên sinh à, bệnh của mẹ ta ra sao? Tiên sinh, không phải mẹ ta mắc bệnh gì không trị được hay sao? Không phải. Lão phu nhân tuổi cũng đã cao, sức khỏe không tốt, cho nên rất cần có người bên cạnh chăm sóc cho bà. Đã có ta rồi. Đại nhân, đây là rường cột quốc gia, mỗi ngày quốc sự bận rộn thì không nói. Với bệnh của lão phu nhân đây không phải bệnh nặng, mà là một chứng bệnh kéo dài. Có người ở cạnh chăm sóc một hay hai ngày, lão phu cho rằng tiên sinh có thể làm được. Nhưng một năm hay hai ba năm hay vài năm nữa, tiên sinh à, liệu ông có làm được không? Chỉ cần mẹ được bình an, Kiên nhất định sẽ làm được. Xem ra lời đồn từ trước tới giờ, chuyện đại nhân đi rửa bô tiểu cho mẹ đúng là sự thật. Đương nhiên là thật rồi. Tôi ở hoàng phủ mỗi năm qua, chính mắt nhìn thấy. Chuyện này do chính tay đại nhân của tôi làm. Ông là mệnh quan của triều đình, lại có rất nhiều người hầu hạ, tại sao ông cần phải chính tay mình làm những chuyện vặt vãnh như vậy? Thậm chí chính tay đi rửa bô tiểu cho mẫu thân, những cái chuyện dơ dáy bẩn thỉu như vậy mà. Hiếu thảo cha mẹ, đó là việc mà ta nên làm. Nó không có liên quan gì đến thân phận địa vị của ta, sao có thể làm phiền đến người khác làm chứ? Với lại, hiếu thảo cha mẹ phải do bản thân làm, bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ của mình. Tại sao lại có sự phân biệt cao quý và thấp hèn như vậy được chứ? Lão phu nhân đúng là một người có phúc. Có người con hiếu thảo như đại nhân đây, mỗi ngày bên cạnh đi chăm sóc, chắc chắn bệnh nặng mấy cũng sẽ mau khỏi thôi. Tạ tiên sinh. Dạ, tạm biệt. Tiễn tiên sinh. Ngài không cần dạ. Tiễn. Xin mời tiên sinh. Ừ. Cho dù con đi đâu, mẹ cũng đi theo con. Kiên Nhi, mẹ đã sống đến từng tuổi này rồi, có một số nơi mẹ vẫn chưa đi tới. Mẹ phải nhờ con đưa mẹ đi thôi.
mẹ, Bồ Tiểu đã rửa sạch rồi, Hài Nhi lau ghế cho mẹ sạch nha. Mẹ à, tại sao mẹ lại khóc? Có phải Kiên Nhi làm sai chuyện gì không? Xin mẹ trách phạt. Không có, Kiên Nhi à. Kiên Nhi à. Ngồi đi à. Kiên Nhi, mẹ cảm thấy có lỗi với con. Suốt bao nhiêu năm qua, con luôn ở bên cạnh chăm sóc mẹ, tận hiếu đạo. Vào triều làm quan, con cũng thuận theo ý mẹ. Mẹ biết rõ, con chỉ muốn làm cho mẹ vui. Nhìn căn phòng này, ngày nào con cũng đến dọn dẹp sạch sẽ cho mẹ. Tất cả do chính tay con làm hết. Trong nhà không phải không có người, đúng là vất vả cho con quá. Bệnh này của mẹ khiến con càng mệt hơn. Vì triều đình, lại vì triều cương, mẹ thấy chi bằng mình chết sớm cho rồi. Mẹ, mẹ à, tại sao mẹ lại nói vậy chứ? Mẹ đã nuôi Hài Nhi khôn lớn, bây giờ Hài Nhi chăm sóc cho mẹ, đây là lẽ đương nhiên. Mẹ à, Hài Nhi tin mẹ sẽ sớm khỏe lại mà. Kiên Nhi, cả đời của mẹ đã đủ rồi. Tuy Hoàng Đình Kiên làm quan cao, nhưng luôn một lòng hiếu thảo với mẹ. Mỗi buổi tối đều chính tay rửa Bô Tiểu cho mẹ, không có ngày nào quên nhiệm vụ của người con. Một đời của Hoàng Đình Kiên cả đời cố gắng, trải qua nhiều thăng trầm trong quan trường, không hề e dè trước thế lực lớn. Ông xem thường danh lợi, phê phán chính sự lúc đó, nhiều lần gặp tai họa, nhiều lần gặp quan khuất, bị giáng chức, bị bãi miễn chức quan. Ông luôn được mọi người kính trọng và ca ngợi.
Phật.